tiểu sử cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức sinh ngày 11 tháng 1 năm 1998. Quê hương của chàng tiền vệ điển trai này là Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, nước Việt Nam. Anh có mẹ cũng từng là cầu thủ tên Hoàng Thị Hoa. Bà là người từng ngăn cản anh theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số khi còn quá nhỏ. Tuy nhiên, Đức có niềm đam mê với trái bóng tròn mãnh liệt cùng khả năng chơi bóng thiên bẩm. Tài năng bóng đá của anh được bộc lộ từ rất sớm bằng chức vô địch U11 Yamaha. Nét độc đáo riêng biệt của cầu thủ này chính là lối đá mềm mại, giàu kỹ thuật và những bàn thắng đẹp mắt đến từ cái chân trái cực khéo. Sau khi gặt hái được những thành công đầu tiên cùng với quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sân cỏ, anh cũng đã thuyết phục được sự ủng hộ hết lòng từ bố mẹ. Ngoài kỹ năng chơi bóng, anh còn sở hữu vẻ ngoài với khuôn mặt điển trai cùng thể hình lý tưởng của một cầu thủ chuyên nghiệp với chiều cao 1m84 và cân nặng 77kg. Trong thời gian gần đây, chàng tiền vệ này có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia khi cùng thi đấu vòng loại World Cup. Đặc biệt trong trận đấu với Malaysia, tuy không ghi được bàn thắng nhưng những đóng góp của anh là một phần quan trọng giúp đội tuyển giành được thắng lợi. Phong cách chơi bóng của Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng Đức được giới chuyên môn nhận định sẽ trở thành một trong những trụ cột xuất sắc của hàng tiền vệ Việt Nam trong một tương lai gần. Với lối chơi giàu chất kỹ thuật, anh thường hay có những cú tỉa bóng nhẹ nhàng và chiếm không gian phía sau hàng phòng ngự một cách nhanh chóng. Tiền vệ sinh năm 1998 có nhãn quan chơi bóng và nền tảng kỹ thuật rất tốt. Điều này giúp anh có thể tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đội bạn, đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi. Điển hình trong tình huống phối hợp với Trọng Hoàng trong trận gặp Malaysia. Nếu tận dụng tốt, Trọng Hoàng đã có thể ghi bàn, còn Hoàng Đức sẽ có thêm pha kiến tạo đẹp mắt. Trong trận đấu với Malaysia của đội tuyển Việt Nam, anh góp mặt trong đội hình ra sân ngay từ đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù thể hình hiện tại của Đức là hơi mỏng cơm nhưng anh thi đấu nhiệt tình, năng nổ tranh chấp bóng và không ngần ngại va chạm với các cầu thủ cao to bên đội bạn. Các chuyên gia nhận định khả năng thu hồi bóng của tiền vệ này là rất tốt. Gần như mọi đường lên bóng của tuyển Việt Nam đều qua chân cầu thủ này. Theo thống kê của SofaScore, anh là người chạm bóng nhiều thứ nhì trong đội tuyển với 54 lần. Có sự góp mặt của Hoàng Đức, hàng tiền vệ Việt Nam vận hành trơn tru, giữ nhịp và điều phối bóng được tốt hơn. Riêng với Đức, đây là trận đấu rất thành công với 5 pha qua người và tung ra các đường truyền tạo cơ hội. Ngay cả pha penalty của Quế Ngọc Hải cũng bắt nguồn từ đường truyền của Hoàng Đức. Chàng trai quê ở Hải Dương đam mê đá bóng đến nỗi quên ăn quên ngủ. Khi học lớp 4, anh được nhận vào trung tâm đào tạo bóng đá Hải Dương. Sau đó, tại vòng chung kết U19 quốc gia 2016 tổ chức tại Nha Trang, cầu thủ này đã ghi lại những dấu ấn đậm nét đầu tiên. Tuy nhiên, năm đó Hoàng Đức không góp mặt vào những giải đấu quan trọng như U19 Đông Nam Á, U19 Châu Á vì lý do đang gặp phải chấn thương. Anh gia nhập đội Viettel vào năm 2017. Ở giải đấu này, Đức là một trong 5 cái tên trẻ được thường xuyên đá chính. Qua năm 2018, anh và câu lạc bộ Viettel đặt mục tiêu thăng hạng và anh thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính. Anh chơi chính thức 17 trận trong 18 trận ở nhiều vị trí. Tổng cộng anh ghi được 9 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Những đóng góp này giúp đội nhà vô địch và thăng hạng sang giải đấu cao nhất trong năm 2019. Với những thành công có được từ đội trẻ, Hoàng Đức được triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam. Có vị trí thứ 3 tại giải U19 Đông Nam Á và Châu Á năm 2016. Thành tích tiếp theo của anh là được cùng tuyển U20 Việt Nam tham dự giải bóng đá trẻ Việt Nam FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Anh là thành phần chính thức đội tuyển U22 U23 Việt Nam và đã ghi được 2 bàn thắng. Những bàn thắng này đều rất ấn tượng, nhất là siêu phẩm từ ngoài vòng cấm bằng chân trái vào lưới U22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games 30. Bàn còn lại được ghi tại trận vòng loại U23 Châu Á 2020 vào lưới U23 Thái Lan.
năm 2021. Anh góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham gia thi đấu tại chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE. Hoàng Đức đã thi đấu cực hay và thể hiện được nhiều điều trong màu áo đội tuyển. Anh cũng là người góp công vào các bàn thắng vào lưới Indonesia, Malaysia, qua đó giúp The Tea Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối World Cup. Với những gì đã và đang thể hiện, rõ ràng Nguyễn Hoàng Đức xứng đáng là một trong những tiền vệ sáng giá bậc nhất của Việt Nam hiện nay. Hy vọng anh sẽ tiếp tục nâng cao các kỹ năng chơi bóng cũng như rèn giũa thêm bản lĩnh thi đấu để góp sức giúp bóng đá nước nhà chinh phục những cột mốc mới và vươn tới những đỉnh cao.